Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong mẫu ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Và mẫu ngữ pháp đó là gì thì mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Trên hình vẽ thì các bạn thấy là có hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Và cậu bé này đã nói gì các bạn nhỉ? Hay, Ega no chigetto ga nimai ga aru kedo issho ni ikanai. Tôi có hai cái vé xem phim đó, có muốn cùng đi với tôi hay không? Như vậy thì chúng ta thấy xuất hiện cái chữ kedo ở đây các bạn ha. Kedo ở đây có nghĩa là gì? Và cách sử dụng như thế nào? Trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng kedo? Thì xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Tiếp tục chúng ta lại có một câu ví dụ các bạn nhé. Moshimoshi, kochira wa IMC no Yamada desu ga, Matsumoto-san onegaishimasu. Hay, tôi là Yamada của công ty IMC. Tôi muốn gặp anh Matsumoto-san. Và chúng ta lại thấy xuất hiện chữ ga và chữ kedo. Lúc nãy thì cách sử dụng như thế nào, dùng trong trường hợp nào thì chúng ta cùng theo dõi. Và ga kedo, cách dùng là chúng ta sẽ sử dụng trong câu mào đầu khi chuẩn bị hỏi hoặc là nhờ vả ai đó. Khi chúng ta muốn hỏi hoặc là nhờ vả ai đó thì chúng ta thường sẽ sử dụng ga hoặc kedo. Hoặc là nó còn một cách dùng khác, đó là biểu thị sắc thái ngập ngừng, đắn đo của người nói. Ga thì sẽ trang trọng lịch sự, còn kedo thì thường được dùng trong giao tiếp thân mật các bạn ha. Kedo thì thường dùng trong giao tiếp thân mật hay là còn sử dụng trong văn nói, còn ga thì trang trọng lịch sự và thường xuất hiện trong văn viết. Và để hiểu rõ hơn về ga kedo thì chúng ta cùng tới một vài câu ví dụ. Chúng ta có câu ví dụ đầu tiên, các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. Sumimasen ga eki made dou yatte ikeba ii desu ka? Hay sumimasen ga eki made dou yatte ikeba ii desu ka? Xin lỗi, tôi muốn hỏi là làm thế nào để có thể đi đến được nhà ga. Và chúng ta thấy thì khi mà người ta muốn hỏi thì người ta sẽ thường sử dụng là ga hoặc là kedo ga để mào đầu trước khi chúng ta muốn hỏi điều gì đó. Sumimasen ga. Tiếp tục các bạn nhé. Và người này muốn xin sếp mình nghỉ, người nhân viên này muốn xin sếp mình nghỉ và anh ta đã nói là hay haha wa niu shiten desu ga ashita kara itsu ka yasunde mo ii desu ka? Mẹ của tôi thì đang nhập viện và tôi muốn xin nghỉ 5 ngày. Tôi có thể nghỉ 5 ngày bắt đầu từ ngày mai được hay không? Khi này thì anh ta muốn xin phép, muốn nhờ vả, cho nên là có một chút cái sự ngập ngừng, có một chút cái sự mào đầu trước khi vào xin phép. Thì anh ta đã nói là Nishiteirun desu ga. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng ga các bạn ha. Tiếp tục chúng ta có câu ví dụ. Chotto anata to hanashitai kedo. Chotto anata to hanashitai kedo. Lúc này thì cái chữ kedo này nó đang biểu thị sắc thái ngập ngừng của người nói. Tôi muốn nói chuyện với bạn một chút. Tôi muốn nói chuyện với bạn một chút. Thì thể hiện sự ngập ngừng, hơi ngập ngừng của người nói các bạn ha. Kedo. Tiếp tục chúng ta lại có câu ví dụ. Onegai ga arun dakedo. Hay onegai ga arun dakedo. Tôi có một chút việc muốn nhờ bạn đó. Tôi có một chút việc muốn nhờ bạn. Và khi này chúng ta lại sử dụng kedo để mào đầu trước khi là muốn nhờ vả ai đó. Onegai ga arun dakedo. Như vậy thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn đừng quên click vào link bài tập phía dưới để củng cố lại bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Mata kondo negashimasu.